Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình airdrop đến từ dự án Fan Token nhá. Uh, Fresh airdrop này, uh, laps reward thì uh, cái chương trình này nó sẽ chia sẻ tổng giải thưởng là 100.000 đô la nhé Và token của nó ký hiệu là LAEB. -E và đây là một dự án về Fan Token rất là tiềm năng và hứa hẹn nó sẽ mang lại rất là nhiều giá trị khi các bạn tham gia vào chương trình airdrop của nó nhé ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia cũng như là đánh giá một chút về cái tiềm năng của cái dự án này. Các bạn truy cập vào cái địa chỉ là cryptotax.inc này. Đấy thì là nó sẽ hiển thị những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là post on Twitter. Thế bạn click vào để có thể làm nhiệm vụ nhé. Ở đây thì mình đã làm xong cái nhiệm vụ này rồi. Thế nên là nó hiện là đăng này. Tiếp theo là follow tweet này. Các bạn nhấn vào. Và các bạn cần phải follow cái trang Twitter của nó. Và cái điều đặc biệt ở đây các bạn cần lưu ý nhé Có những người rất là nổi tiếng Ở trong cái thị trường crypto đã follow cái dự án này à, Ví dụ như là Brid à, Ở đây này ETAV này Rồi à, tiêu biểu đó là CZ của Binance Đã follow cái dự án này Thì các bạn biết rằng à, CZ của Binance đang à, Có một cái ý đồ đó là à, Tạo ra cái trend à, Fan token Thì chúng ta đã thấy rất là rõ ràng ấy từ những cái chương trình lau pass ở trên sàn Binance cũng như là những cái chủ đề mà uh, CG của sàn Binance đã quan tâm đến. Đấy, rất là rõ ràng thì fan token sắp tới sẽ được đẩy rất là mạnh. Đấy, và các bạn cũng thấy là uh, cái dự án này được follow bởi uh, CZ của sàn Binance nhá. Ok, tiếp theo này, uh, retweet bài viết đã pin thì các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn retweet để có thể uh, hoàn thành nhiệm vụ nhé, nó sẽ hiện đăng khi các bạn hoàn thành. Tiếp theo là các bạn sẽ nhấn vào uh, like để có thể uh, like cái post này nhé, các bạn nhấn like. Ok, sau đấy thì các bạn sẽ nhấn join vào telegram để các bạn có thể truy cập vào cái uh, channel của nó. Đây, các bạn nhấn join vào channel. Ở đây thì mình đã join khá là nhiều group rồi, thì mình sẽ out bớt đi nhé, để mình join vào. Ok, dạ. Sau đấy thì chúng ta quay trở lại. Uh, cái nhiệm vụ, thì sau khi hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ rồi, các bạn sẽ tiếp tục là điền cái địa chỉ ví BSC của bạn vào, đây các bạn copy địa chỉ ví BSC của bạn và các bạn điền vào nhé. Sau khi các bạn hiện, hiện uh, nó hiện như thế này, thì có nghĩa là chúng ta đã tham gia thành công và nó đã hiện đăng rồi. đấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã tham gia thành công vào cái uh, chương trình uh, đến từ cái dự án này rồi. đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và hứa hẹn thì sắp tới nó sẽ uh, cái trend fan token ấy, nó còn rất là nóng và nó sẽ là uh, một cái uh, tương lai để các bạn có thể xem trang web của nó này la uh, labuni net đấy, fan token và nó kết hợp với rất là nhiều các partner nổi tiếng đấy, chili này mxc này coi mấy này, này gate này nói chung là những cái tên tuổi cực kỳ khổng lồ Nói chung là đây kèo rất là đáng để các bạn có thể làm và đừng có bỏ lỡ nhá. Đấy, bởi vì biết đâu chúng ta có thể nhận được những cái giá trị lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn đô la đến từ chương trình Europe cực kèo này nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Chúc cho anh em luôn luôn may mắn, kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhá nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn update được những video mới nhất và uy tín chất lượng đến từ channel của sư Phụ còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại